Ủa? Ủa bên này cũng có nữa nè. Này là gì vậy ta? Trời, thích vợ cung mới ra bảo bối mới hả? Cái gì bảo bối cung bí ẩn? Ủa vậy là bên trong là cái gì ta? Vậy mới gọi là bảo bối cung bí ẩn chứ. À em biết cái này nè, là mình sẽ lắp ghép các nhân vật của gia đình cung siêu phàm đúng không? Mà là nhân vật gì thì mình chưa mở ra sao mình biết? Đúng rồi, ngoài gia đình cun siêu phàm em sáng tạo thêm các mô hình khác cũng được luôn. Mà quan trọng là em có sáng tạo không? Trời ơi, chị khinh thường vui trò chơi hay gì vậy? Em sáng tạo liền cho chị coi. Vậy giờ thử thách unbox hai hộp này và ghép theo luật chơi chị đưa ra đi, chị mới tin em là vua trò chơi. Ok, chơi luôn, sợ gì? Luật chơi, chọn một trong hai hộp bảo bối cun bí ẩn này để ghép mô hình cối xe gió. Thời gian lắp ghép mô hình trong vòng 10 phút. Tuy nhiên trước khi lắp ghép, viên kịch sẽ đưa ra các câu hỏi cho Bảo Ngọc. Trả lời đúng được cộng 2 phút, trả lời sai bị trừ 2 phút. Làm thế nào để săn bảo bối cun bí ẩn? Chỉ cần mua một thùng túi cun thần kỳ. Có bao nhiêu mô hình sáng tạo trong bộ ghép hình lần này? Không có biết. Sao mà em biết được? Biết thì sao gọi là bảo bối cun bí ẩn được? Kể tên các vị của túi cun thần kỳ. Đầu tiên là sô cô la lúa mạch nè, hương chơi ổi, hương kem dâu, hương cam và hương nho. Chương trình khuyến mãi kéo dài đến khi nào? 17 tháng 12 năm 2024. Điều đặc biệt ở sữa túi cun hương nghêu sẽ ngon và thơm hơn khi mà quay ở trong lò vi sóng và uống nóng. Túi cun thần kỳ có bao nhiêu vị? Túi cun thần kỳ có tất cả tổng cộng là 5 vị. Vị nào có thể để ngăn đá làm kem? 5 vị luôn. Trước khi khui hộp, Ngọc sẽ ước mình khui được nhân vật nào? Em ha, em ước là mình sẽ khui được nhân vật Mama Bay, tại vì em chưa có. Liệu rằng Bảo Ngọc có khui được Mama Bay như nguyện vọng không? Ê, cái màu này là màu của Mama Bay nè. Trời, thấy em ghê không? Em giỏi chưa? Trời ơi, đúng rồi nè, đây Mama Bay đây. Bây giờ em sẽ lắp ráp thành cối xe gió nha. Xứng đáng là vua trò chơi chưa? Cũng đi, tặng em một túi cun thần kỳ nè. Ôi dễ thương dở. Đúng là sữa trái cây hương nho, hơi bị ngon luôn á nha. Các bạn ơi, hãy nhớ nạp năng lượng bằng sữa túi cun thần kỳ. Với đa dạng cách uống siêu thơm ngon, chúng ta có thể uống bằng cách cho vào lò vi sóng và uống nóng, hoặc là để vào ngăn đông để thành kem và ăn nha. Ta-da! Các bạn hãy ra ngay những cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị gần nhà, mua ngay một thùng túi cun thần kỳ để sở hữu ngay được một bảo bối cun bí ẩn, là những mô hình siêu đỉnh giống như nãy giờ Ngọc lắp ráp đó. Ngọc á, thì đã unbox và lắp ráp được cối xay gió rồi. Và Ngọc sẽ tiếp tục uống sữa cun để truy tìm những bảo bối cun bí ẩn khác nữa nha. Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 12 năm 2024. Nên là các bạn hãy nhanh tay mua sữa cun để sống quà với Bảo Ngọc nha.